Hello, xin chào mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với channel của Thiên Phú Audio ha. Thì mình là Khánh. Clip lần này thì mình sẽ giải đáp cho rất nhiều thắc mắc của mọi người mà mình được nhận được gần đây, đó là nên chọn dòng mixer Bose T4S hay dòng vang số JBL KS180A dành cho các dòng loa cột như là Bose L1 Rode 8 nè, Rode 16 nè và Rode 32. Vậy hay hai con này nó tính năng nó khác nhau như thế nào và cái công dụng sử dụng mà mục đích hướng đến của nó là gì, phù hợp với những khách hàng nào và nên chọn loại nào, thì mình cùng với mọi người cùng nhau phân tích và tìm hiểu nhé. Bắt đầu thôi. Đầu tiên, cái quan trọng nhất của một sản phẩm đó là tính năng sử dụng. Tính năng sử dụng là nó phải hợp lý với cái nhu cầu sử dụng của mọi người. Tính năng sản phẩm phải phù hợp với nhu cầu. Nếu tính năng mà không phù hợp với nhu cầu thì tất cả những cái phần còn lại khác nó sẽ không quan trọng nữa, như là giá cả hay là những cái giá trị thặng dư thêm vào thì không quan tâm. Đó. Quan trọng là cái tính năng phải đáp ứng với nhu cầu. Đó, đầu tiên mình sẽ nói về Bose T4S trước đi ha. Bose T4S về mặt tổng quan nó là một dòng mixer số có tích hợp các tính năng trong này. Như mọi người đang có của con ở đây thì mọi người có thể thấy rõ nè. Nó sẽ có rất nhiều tính năng, như mọi người. Nó sẽ có parametric EQ nè. Đó, nó có comb gate này, nó có mod lưu mod này, nó có delay tức là cái echo á, rồi nó có reverb này, rồi nó có reverb, cái cách reverb, cái loại reverb nữa. Đó, nói chung là khá đầy đủ tính năng cho một bộ mixer số. Nó chỉ không thiếu cái phần mà delay cho từng line thôi. Delay là delay chậm, nhanh chậm cho từng line thôi. Đó, thì không có thôi. Tuy nhiên với một cái bàn mixer số như thế này nó đã khá đầy đủ tính năng rồi. Và ngoài ra nữa, khi mình nói nó là mixer số, tức là nó sẽ có nhiều line vào. Chẳng hạn như T4S tức là tượng trưng cho 4 line vào. Đây là 1, 2, 3, 4. Đây là 4 line input đầu vào nha mọi người. Nó sẽ nhận tín hiệu đầu vào. Chẳng hạn như là micro, chẳng hạn như là tín hiệu từ TV hay là tín hiệu từ nhạc cụ. Bất cứ một cái input đường in nào đó vào thì nó sẽ có 1, 2, 3, 4 line cho mọi người xài. Đó. Rồi, dòng này với những dòng mixer số như thế này á thì nó có lợi điểm gì? Nó có lợi điểm là thứ nhất là nhạc nó ra sẽ rất là hay nha. Nhạc nó ra sẽ rất là sạch và chính xác, và nó thể hiện đầy đủ cái bài hát của mọi người. Nó có giải gì, nó nhiều về giải gì, nó thiếu giải gì là nó đổ sung đầy đủ hết. Và đương nhiên mọi người, khi mọi người nghe, mọi người cân chỉnh thì nó sẽ, cái thông số trên đây nó sẽ rất là chính xác cho mọi người. Mọi người muốn nâng ở giải tần số nào thì trong đây nó hiển thị ra, thì mọi người có thể nâng chính xác, và cái sai số nó rất là thấp đối với những dòng khác. Sai số rất thấp. Nó có nhiều tính năng và những dòng như thế này thì nó rất có lợi dành cho những kỹ thuật viên và người sử dụng có am hiểu về những cân chỉnh những cái loại như thế này. Nha nha mọi người nhớ nha. Nó nhiều tính năng thì nó sẽ rất có lợi cho những khách hàng và những kỹ thuật viên có am hiểu, chỉnh được chuyên sâu và tận dụng được cái mixer này thì nó rất tốt, nó rất hay. Đó. Còn về với vang số KS180A thì sao? KS180A cái ngôn ngữ sử dụng ở trong này, người ta thường hay gọi con này là con vang số, nhưng thực chất cái tính năng chung nó cũng là một cái mixer. Nó trộn nhiều cái đầu vào và nó cho đầu ra. Nó cũng là một cái mixer, nó cũng trộn nhiều đầu vào. Đó. Tuy nhiên nó lại không có căn chỉnh trực tiếp trên cái màn hình như thế này, mà nó sẽ căn chỉnh qua phần mềm, một cái app trên một cái laptop. Mọi người phải cắm dây, mọi người chỉnh, kỹ thuật viên chỉnh hoặc là mọi người chỉnh. Và cái input đầu vào này, nó khác nhau đặc biệt lớn nhất của nó là input đầu vào của những con KS80A như thế này, nó chỉ có những cái input cơ bản thôi. Chẳng hạn như là optical, chẳng hạn như là những cái RCA này, BGM về VOD này. Đó, hầu hết là vô đường AV hết nha mọi người. Optical AV. Vậy vậy thì nó sẽ, những cái đường này á, thì nó khác biệt gì với đường này? Đây, ở trên đây là nó có đường Canon nè. Canon hoặc Sony. Nhưng ở đây input vào thì là AV và optical. Vậy thì nó khác cái gì? Vậy thì con này á, nó có thể vô nhạc cụ được. Đúng không? Mọi người thấy không? Các mọi người có thể cắm guitar là mọi người guitar hoặc là organ, mọi người cắm đường Canon hoặc đó đường Sony đều được hết. Tuy nhiên organ với guitar mà mọi người cắm vô những cái đường như thế này á, thì thứ nhất cái gen đầu vào của những cái thiết nhạc cụ đó nó sẽ làm vỡ, bởi vì cái trở kháng của con này rất là thấp.
cái trở kháng của những cái dòng rắc tín hiệu như thế này rất là thấp, nên là nó chỉ phù hợp cho tivi, rồi mọi người cắm từ máy nghe đĩa hoặc là từ đầu karaoke xuống thôi. Chứ còn nào mà cả mọi người cắm nhạc cụ vô cái này luôn thì nó sẽ bị vỡ tiếng và bị méo tiếng khá nhiều và nó không hay. Nên cái nhu cầu sử dụng cái tính năng của con này nó sẽ áp dụng cho những khách hàng nào có nhu cầu sử dụng nhạc cụ như là guitar, như là organ, như là trống. Mọi người có thể đánh band chút xíu, mọi người có thể chơi chống cà dông chút xíu, mọi người có thể chơi một cái tita nhẹ nhàng chút xíu, đưa vào con này rất là tốt, rất là ok. Tuy nhiên với còn dưới giày thì không đáp ứng được chuyện đó. Nhưng ngược lại con này thì nó lại khác. Con này thì lại, nếu theo cá nhân của mình nha, thì dòng K80 này nó lại dễ sử dụng hơn cái dòng T-Bonnet. Bởi vì sao? Thứ nhất là nó chỉnh qua phần mềm. Thì hầu hết các kỹ thuật viên trên thị trường họ sẽ quen chỉnh bằng cái dạng vang số này hơn. Qua phần mềm họ có thể chỉnh cho mọi người nó tương đối dễ tiếp cận với kỹ thuật viên hơn. Chỉnh chọn này kia nó cũng đơn giản hơn là một con T-Bonnet như thế này. Con này thì nó cái nó mới tính nha. Rồi cả hai con này đều mình đều có hướng dẫn các thông số này kia, chỉnh chọn này kia trên cái YouTube kênh mình hết rồi. Theo mình đánh giá thì con này nó vẫn dễ chỉnh hơn, và ngoài ra nữa nó thân thiện với người dùng hơn, là khi mọi người chỉnh xong hết rồi, mọi người có thể lưu thành rất là nhiều file. Rồi mọi người chẳng hạn như trong quá trình xài, mọi người muốn xài cái mod nào thì mọi người có thể gọi mod đó ra để xài, chỉ cần qua một nút bấm thôi, rất là đơn giản. Chứ còn con này thì khác. Con này rất là nhiều nha mọi người. Con này mọi người mà muốn gọi cái mod nó ra, mọi người cũng phải thao tác cũng tương đối á, và cũng không phải đến như quá dễ nhớ đâu, nên là con này sẽ khó xài hơn. Đó. Tổng quan lại là sẽ con này, mọi người có chơi nhạc cụ, mọi người có đánh guitar, mọi người muốn hát nó dạng mà live chút xíu, mọi người muốn trình diễn chút xíu thì mọi người xài con này. Còn con này thì dạng là karaoke đơn giản, truyền thống, gia đình, không có nhạc cụ, không có cái gì nó rắc rối. Mọi người chỉ muốn tín hiệu từ TV xuống chơi nhạc karaoke trên mạng này kia hoặc từ đầu karaoke thì mọi người xài con này cho mình. Đó là mặt về tính năng và cái nhu cầu sử dụng dành riêng cho hai con này. Còn về mặt giá cả thì sao? Về mặt giá cả thì cái con này theo mình nhớ không nhầm là nó gấp 3 lần. Con này gấp giá gấp 3 lần con này. Một sản phẩm mà gấp nhau đến 3 lần thì mọi người, mà thương hiệu đương nhiên thương hiệu Bose và JBL là ngang nhau rồi nha mọi người. Có thể Bose nhỉnh hơn chút xíu nhưng mà coi như mình cho nó bằng nhau đi. Thì với một sản phẩm mà giá trị nó cao hơn 3 lần con này thì đương nhiên về cái độ chính xác trong cái thông số, chẳng hạn như mọi người chỉnh chọt thông số 100Hz, 200Hz, 300Hz gì đó trong cái EQ á, thì đương nhiên con này nó sẽ chính xác hơn con này. Và chắc chắn nhạc từ con này ra nó sẽ hay hơn con này. Nó chính xác hơn, nó sạch âm hơn và nó không bị méo tiếng. Chắc chắn, điều đó là chắc chắn bởi vì giá trị chênh lệch quá nhiều. Đó, thì con này giá rất cao và con này thì chỉ bằng 1/3 thôi. Thì tùy theo nhu cầu mọi người có thể bỏ ra số tiền và mọi người phải hiểu được số tiền mọi người bỏ ra khi mọi người nâng cấp lên con này là gì. Và mọi người có xài cái tính năng đó không, mọi người có xài cái chất lượng đó không thì mọi người có thể suy nghĩ, mọi người có thể cân nhắc ha. Thế còn con này thì nó rẻ hơn rất là nhiều. Đó, ngoài ra con này có một thêm một cái nữa rất là hay mà mới gần đây mới có, đó là cái remote. Đây, mình có cái remote thì mãi sau này thì mình mới nhập được cái remote này. Thì với một cái remote cái 80 như thế này thì mọi người có thể có 1 2 3 4 4 cái mod để mọi người lưu, để mọi người có thể bấm nhanh được. Đó, cái 4 1 2 chẳng hạn như là mọi người để karaoke nghe nhạc, karaoke mà hát hơi chuyên xíu, rồi karaoke hát hơi nhẹ xíu. Ví dụ như vậy thì mọi người có thể 4 mod luôn, mọi người thoải mái, mọi người lưu lại là mọi người, thậm chí là nhà có 4 người thì lưu của anh, của chị, của cô, hai đứa con cũng được luôn. Đó, mỗi người hát kiểu, nhiều khi là mình đã gặp rất là nhiều trường hợp rồi, trong hai anh chị thì hát bolero, rất thích hát bolero, nhưng mà cái bạn con thì bạn lại thích hát rap cơ, đọc rap cơ, mà rap thì effect nó khác hoàn toàn với hát karaoke, nên là phải thêm một cái mod để nên các bạn đọc rap thì nó thành mod 3 đó. Nhưng mà chuyển mod trên đây rất là nhanh, mọi người chỉ bấm một thao tác, một bấm là xong, rất là khỏe. Ngoài ra thì nó có mút nhanh, rồi nó có chỉnh input đồ vào nhanh, rồi có effect nữa. Đương nhiên con này thì nó khá đơn giản hơn con V8. Con V8 nó hơi chuyên sâu một tí, nhưng con này thì nó sẽ đơn giản hơn cho mọi người. Tuy nhiên thì trong clip lần này thì mình chỉ so sánh về cái 80A và cái con T4S thôi, bởi vì mình đang ghép với Bow. Với vang số thì theo mình thì con này là phù hợp với Bow nhất. Tất cả các dòng vang số thị trường luôn thì con này phù hợp với Bow nhất. Chưa chắc nó là hay nhất nhưng mà nó phù hợp với Bow nhất.
đó là giá trị thêm của con K80. Còn cái giá trị thêm của con này là gì? Khi mọi người xài cái con này với cái con L1, đặc biệt là những con L1 Pro 8, 16, 32 như mình nói trên clip đây, thì nó sẽ có một cái cổng kết nối gọi là cổng thôn mát, vừa cấp tín hiệu vừa cấp nguồn dành riêng cho con này. Mọi người có thể cắm trực tiếp từ con này vô bộ loa luôn mà mọi người không phải thêm cắm thêm nguồn nữa. Thì cái khi mọi người mua cái này nó đã có cho mọi người sẵn cái dây đó rồi, dài tầm khoảng 7 mét nha. Thì đã có sẵn rồi, thì mọi người cứ cắm từ đây ra đây là xong, là tín hiệu tự truyền luôn, tự connect luôn, nguồn tự mở luôn, khỏe, đỡ phải làm, đỡ phải cắm thêm nhiều dây. À, thì đó là, nhưng mà con này chuyển mod thì nó lại khác hoàn toàn con kia thì nó có remote, nó có khác. Thì con này thì chuyển mod thì mọi người phải thao tác, bắt buộc phải thao tác thủ công như này. Vừa rồi thì mình vừa mới chia sẻ cho mọi người so sánh và cho mọi người đánh giá sự khác biệt giữa con Bose Stereonet này và con JBL K180A. Tổng quan lại thì mình có thể chia sẻ nhanh cho mọi người là nếu ai chơi nhạc cụ, nếu ai thích nhạc chuyên, ai thích chơi band, ai thích hát chuyên, chuyên nghiệp chút xíu, biết chỉnh chọt, thích vọc vạch thì xài con này. À đừng quên, đương nhiên nữa phải có chi phí đầu tư nữa thì xài con này. Còn với những khách hàng nào không muốn đầu tư quá nhiều, chỉ cắt karaoke, không có đàn, không có organ gì hết trơn á, và chỉ muốn cái gì đơn giản nhất, dễ sử dụng nhất, tiện gọn nhất, khỏe nhất thì xài con này. Nếu thấy clip này hay thì cho mình một like, một share, một subscribe. Mình là Khánh, bye bye.